Xin chào anh em. Ngày hôm nay thì mình đã được nghỉ rồi và mình sẽ đưa anh em đi kiểm và đi chơi du xuân ở các cái chợ nhé. Ngày hôm nay là ngày 23 âm. Rồi nếu khi mà anh em mà bắt đầu bước vào từ cổng chợ phía bên tỉnh đội thì anh em sẽ thấy được rằng cái đầu chợ của chúng ta nó sẽ bắt đầu đi vào là từ đối diện cổng tỉnh đội nhé. Nào, bây giờ mình sẽ cùng vào trong khu chợ để anh em xem trong đó có những gì nhé. Chợ ở đây thì người ta gọi nó là chợ 308, cái chợ trước đây ở cổng trắng. Hiện tại bây giờ thì cái chợ này đã được đẩy sâu vào phía bên trong, không còn nằm theo cái dọc đường trên cái đường chính nữa. Chợ này thì nằm ở ngay chỗ gần tỉnh đội. Tỉnh đội ở thành phố Sơn La. Vâng, sáng nay cháu có việc ạ. Rồi, khu chợ này nếu chúng ta đi xuyên qua khu chợ thì sẽ sang được đầu bên kia, đó là cái chỗ cầu trắng. Trong khu chợ này thì bán rất nhiều đồ hàng. Đi thì cũng bị vãn mất rồi, vãn dậy khoảng tầm 9:30 rồi. Thì hiện tại là sáng nay mình có một việc ở trên trường, bên cơ quan, nên là cũng không thể sang bên này trực tiếp để quay không khí của chợ sáng ngày 23 Tết lúc 7 giờ đấy. Dạ vâng, đã đang quay chờ Tết cho mọi người. Ở bên này thì có rất nhiều hàng hoàn toàn. Còn nếu anh em mà đi thẳng cái đường này ra thì sẽ ra trực tiếp đối diện chỗ tòa nhà Viettel luôn nhé. Đấy, chợ ở trên thì cũng là đây, nếu anh em mà đi ra đến đầu cuối của chợ thì nó sẽ sang đúng cái chỗ tòa nhà Viettel này. Tòa nhà Viettel và chỗ này thì nếu chúng ta rẽ trái
thì ta sẽ ra chỗ ngã tư Cầu Trắng. Còn nếu mình rẽ phải, mình sẽ đi lên khu chợ trung tâm. Rồi, hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo nhé. Rồi, ngày hôm nay mình đi thì phát hiện ra là có thịt lợn bản của các anh em ở đây đem ra ngoài thành phố bán. Lợn bản. Đây anh em nhìn này, cái mỡ thịt nó sẽ trắng và cái lông của nó thì nó sẽ cứng và dày. Đây mấy sạp liền cơ, chứ không phải chỉ một đâu. Đây anh em này, thịt lợn bản. Cái lông này của nó dài thế này à? Bản đây là mình thả rong, thả rong. Okay. Rồi, cảm ơn anh nhiều nhá. Rồi, trong khu chợ này thì mình cũng thấy có một cái điểm mà người ta cũng chuyên làm về đồ nướng của Tây Bắc này. Đây thịt nướng, thịt sườn.